Mới đây, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề cương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thủ đô đến năm 2020, định hướng 2030, trong đó bổ sung dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, trường đua ngựa tại huyện Sóc Sơn. Hà Nội dự kiến cần 500 triệu đô la Mỹ để xây dựng tổ hợp này. Tổ hợp trường đua ngựa Sóc Sơn có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa. Sau năm 2021, khi dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho 5.000 lao động trực tiếp. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổ hợp này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố thêm nguồn lực đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch mới chất lượng đối với người dân trong khu vực cũng như khách du lịch trong nước, giúp thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.